Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì bên mình nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề giảm mỡ, giúp lại vóc dáng thon gọn. Thì tiện đây mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của một chị khách hàng đã từng rất mùi mà tự ti trong cuộc sống bởi ngoại hình khốn khổ của mình. Và sau bao suy nghĩ thì cuối cùng chị đã quyết định tìm đến bệnh viện thẩm mỹ MCAT để phẫu thuật hút mỡ toàn thân và tái tạo thành bụng, giúp ngoại hình của mình trở nên thon gọn và đẹp. Và đây là hình ảnh trước khi phẫu thuật của chị. Với ngoại hình này thì chị đã tìm đủ mọi cách từ tập gym cho đến giảm cân nhưng đều không thành công. Và sau chuỗi ngày suy nghĩ, cuối cùng chị đã quyết định tìm đến bệnh viện thẩm mỹ MCAT để tái tạo thành bụng và hút mỡ toàn thân với mong muốn là có một thân hình hoàn hảo và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và đây là hình ảnh sau khi phẫu thuật của chị. Các bạn có thể thấy từ vòng bụng rất là to đầy mỡ, giờ đây thay vào đấy là một vòng bụng phẳng lì của cô gái 18 tuổi. Bắp tay to giờ đây cũng đã biến mất. Nhưng mà đây mới chỉ là hình ảnh sau khi phẫu thuật được 3 ngày. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào thăm và trò chuyện với chị xem tình hình sức khỏe của chị như thế nào rồi nhé. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến và trò chuyện với một vị khách hàng đã đến bệnh viện thẩm mỹ MCAT để hút mỡ toàn thân và tái tạo thành bụng. Chúng ta cùng trò chuyện để xem tình hình sức khỏe của chị như thế nào rồi nhé. À, xin chào em. Dạ, em chào chị. Chị cảm thấy tình hình sức khỏe của mình có ổn lên chưa ạ? Chị thực hiện phẫu thuật vào ngày 29 tháng 6. Dạ. Hôm nay thì chị bắt đầu ra viện và tình hình sức khỏe của chị bây giờ là tốt. Dạ, vậy thì cho em hỏi một chút là trong quá trình phẫu thuật mình có cảm thấy đau đớn hay là có khó khăn gì trong cái quá trình phẫu thuật đúng không ạ? Nếu mà nó không đau thì là không đúng. Tất nhiên là sẽ có đau. Bình thường mình chỉ cần bị đứt tay một tí thôi mình đã cũng cảm thấy đau rồi, chứ đừng nói chi là mình làm toàn thân và mình tái tạo thành bụng như vậy. Tuy nhiên chị thấy rằng là đây là một cái ca phẫu thuật mà cái sau hậu phẫu á, với cái sự chăm sóc của đội ngũ bác sĩ ở tại MCAT thì cái sức khỏe hồi phục nó rất là nhanh, cái đau nó cũng giảm rất là nhanh. Dạ. Và đến ngày thứ ba chị có thể ngồi dậy đi lại được, và như em thấy bây giờ là sức khỏe rất ok. Dạ đúng rồi, em còn thấy sức khỏe của mình ổn lên hơn rất là nhiều. Vậy chị có thể chia sẻ mọi người là tại sao mình lại không chọn các phương pháp như giảm cân hay tập gym mà lại đi đến cái quyết định nhờ phẫu thuật không ạ? Chị năm nay là 36 tuổi và chị có hai bé. Bé lớn của chị thì hè này là vào lớp 7 và một bé gái là 4 tuổi. Và cái một khoảng thời gian rất là dài, gần hơn 10 năm á, chăm sóc gia đình, con cái và công việc, cái mỡ của chị nó bị tích lại nó rất là nhiều và tốn rất là nhiều tiền. Gym riết tất cả các thứ, uống thuốc giảm cân, ai bày cái gì đều làm hết, nhưng nó đều không có hiệu nghiệm, hoặc nó chỉ hết trong một cái giai đoạn ngắn thôi, rồi sau đó nó lại bị tăng cân và tăng căng cân còn nhiều hơn so với cái xuất phát điểm ban đầu. Thì qua cái sự tư vấn của các bác sĩ MCAT thì chị được hiểu rằng là đây cái vấn đề là cái gốc của mình á, đó chính là do cái sự rối loạn về cái chuyển hóa lipid ở trong người của chị, và cái mỡ của chị nó rất là bền, không thể có thể sử dụng những cái phương pháp đó mà để muốn được trở lại vóc dáng như từ ban đầu. Và tuổi của mình khi mình càng ngày càng lớn, cái khả năng phục hồi của mình nó sẽ rất là hạn chế. Thì các cái liệu trình và phương pháp các bác sĩ MCAT đưa ra thì chị thấy rất là hợp lý và chị thực hiện. Dạ, anh cảm ơn chị. Vậy thì sau cái cuộc phẫu thuật này chị có cảm thấy hài lòng với cái kết quả đạt được của mình không? Chị nghĩ là các em sẽ có những cái hình ảnh đó để cho các bạn khán giả, để các bạn sẽ thấy được là chị, cái thành bụng của chị trước khi chị thực hiện và sau khi chị thực hiện nó sẽ như thế nào. Bụng phẳng lì như thế này ra làm sao. Thì chị nghĩ rằng là đây mỗi người phụ nữ đều có một cái mưu cầu và nhu cầu rất là chính đáng là trở nên đẹp, nó mang lại cái sự tự tin. Và cái slogan của MCAT đó chị thấy cũng rất là hợp lý, đẹp hơn, tự nhiên hơn. Và chị tin rằng là cái vẻ đẹp mà MCAT mang đến cho mọi người nó cũng giống như cái slogan mà của MCAT truyền tải. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vậy thì chị có, trong thời gian chị ở bệnh viện thẩm mỹ MCAT thì chị có hài lòng với dịch vụ ở bên em không ạ? Chị phải nói rằng là perfect, rất là hoàn hảo, các bạn rất là nhiệt tình và chăm sóc chị. Chị ở ngoài Bắc, lấy chồng ở ngoài Bắc xong vào Sài Gòn để mà làm cái việc này. Thực tế thì trước khi đến MCAT thì ở ngoài Bắc chị cũng đã tìm hiểu những cái đơn vị ở ngoài đấy,
để chị tìm xem làm cũng một vài đơn vị, nhưng cuối cùng chị bay vào Sài Gòn và chị làm. Do vậy cũng có người thân ở tại Sài Gòn, nhưng hoàn cảnh gia đình của chị đơn chiếc, phần lớn 85% sức khỏe của chị hồi phục được như bây giờ đó chính là nhờ cái sự tận tụy chăm sóc rất chuyên nghiệp, rất tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ dịch vụ ở đây. Dạ, em cảm ơn chị đã tin tưởng và đồng hành cùng em Cát ấy. Thì em Cát bên em cũng muốn gửi đến chị sức khỏe mau bình phục, trong cuộc sống đời thường thì sẽ thành công hơn ạ, xinh đẹp hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn em Cát, và hy vọng rằng là qua câu chuyện của mình thì tất cả chị em phụ nữ tự tin lên đến em Cát để đẹp hơn và tự nhiên hơn. Dạ. Có thể thấy đấy, ngày nay ngoại hình rất là quan trọng, nên các chị em đừng dại gì mà không đầu tư vào bản thân mình nhé. Bạn nào còn đang tự ti với ngoại hình quá khổ của mình thì giờ đây hãy an tâm, hãy đến với chúng tôi, đến với bệnh viện thẩm mỹ em Cát để sở hữu một vóc dáng thon gọn quyến rũ và một khuôn mặt xinh xắn nha.